Hello mọi người, lại là em đây ha Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một câu chuyện rất là thú vị ha Thì để lại nữa mình sẽ chia sẻ cho mọi người thì Bây giờ mình sẽ tiến hành làm bồ néo này trước nha Thì bồ néo này mình cũng phiếu rất là nhiều lần rồi nha mọi người Đó các bạn có thể thấy ha, cái mỏng thật ra rất là dài rồi Thì cái bồ néo này chắc nằm trên tay cũng 3 tháng ha Phiếu đi phiếu lại rất là nhiều lần Thì cái bồ néo này cách đây 3 tuần á Là mình có quay video lại rồi nha mọi người thì mình cũng có quay video lại cho mọi người xem rồi thì mọi người có thể quay lại xem cái bộ này ha. thì hôm nay cô ấy muốn làm bộ mới thì mình sẽ tiến hành thảo ra nhé đây là cái đầu dũa phá bột bột ít mình có hai loại có rất là nhiều loại phá bột khác nhau thì ngày nào hứng thích xài cái nào thì móc ra mình xài thôi cái đầu dũa phá bột nào nó cũng tương tự nhau nha mọi người Quả quan trọng là lúc mọi người dùa máy phá cái bột này á mọi người phải vặn máy hết tốc độ nha mọi người đó thì nói chung là khi mà các bạn phá bột đó, các bạn phải vặn máy với tốc độ hết công suất thì bột nó mới đi nhân được và nó không còn nóng tay khách nha mọi người nhớ nhé vặn máy hết tốc độ và mình sẽ dụa dọc xuống như vậy nha mình dụa dọc chỗ này một ít chỗ kia một ít đó các bạn mà chạy lùi chạy tới một chỗ thì khách nó sẽ bị nóng tay nha mọi người đó thì nên mọi người nên uh, di chuyển đầu dụa liên tục nhé và những cái đầu dụ phá bột như thế này các bạn sai mà cảm thấy nó lụt rồi mà hay nóng tay khách thì nên thay cái đầu dụ khác nhé Tại vì khi mà nó lụt rồi thì không có cái cách nào mà cứu nó được nhé Buộc mình phải thay cái đầu dụ mới đó, tại vì mình làm nghề này mà để cho khách nóng tay thì khách nó sẽ không có vui nha mọi người đó khi mà khách không có vui thì mình chắc chắn sẽ không có tiền tiếp đúng không thì <laughs> nói chung đôi khi mình làm khách vui rồi mà khách không cho tiền tiếp đó cũng là chuyện bình thường thôi Cái giống như có khách mình đang làm này thì cũng là khách hàng của mình mà uh, không có biết uh, cho tiền tiếp là gì Nên nhiều khi làm nó là cũng không có mút nữa nhưng đều vì làm video chia sẻ cho anh em thì thôi quay lại bộ dẻo bộ néo này ha Uh, thì uh, mình sẽ phá bột 70, 80, 90 phần trăm gì cũng được ha. Thì tốt nhất là 90 phần để mình ngấm cho nó nhấn ra hơn nha mọi người. Đó, như vậy là mình sẽ tiến hành thảo ha. Thì uh, các bạn lúc mà thảo các bạn muốn nhấn, các bạn lấy một cái tố như vậy nha. Đó, và lấy một cái khăn nóng ha. Cái khăn này hay khăn nóng hay làm cho khách bạc bà, hàm bàn để lên nha và chuẩn bị thêm một cái báo nữa cái báo này là mình hãy bọc paraffin này các bạn đó, thì những anh em nào làm ở nail salon rồi thì biết đúng không một cái khăn nóng một cái tô không và một cái báo bọc paraffin và mình chỉ việc đổ acetone vào thì khi mà cái acetone đó nó nóng nó ẩm lên thì cái tay nó sẽ nhấn ra hơn nha mọi người đó thì mình bào xong một tay mình ngâm vào thì mình tiến hành bào tay bên này nhé đó, rất là đơn giản thôi thì Sau khi mà mình bao xong, mình ngâm, mình đi hụt điều thuộc xong á, Thì cái tay này nó cũng vừa ra nha mọi người Thì mình sẽ lấy một cái đầu dùa phả bột Cũ, mình không có sai nữa nha mọi người Những cái đầu dùa phả bột lụt á, Mình sẽ không có dụt mà mình để lại nha Mình để lại để lọc Trong lúc mà mình ngâm tay xong Thì mình sẽ dùng những cái đầu dùa lụt uh, Mình chạy để cho nó sạch hơn nha mọi người Đó thì cái cách thức thảo là đơn giản như vậy hết thì nếu mà anh em nào mà làm quen rồi thì uh, thảo những bộ néo từ lúc bắt vào tới lúc thảo xong thì chắc tầm khoảng 10 phút thôi mọi người đó thì cái quan trọng là một cái cách làm của mọi người ha các bạn lúc mà bào bột mất tầm 2 phút một bàn đó, thì bạn bào tay này 2 phút xong các bạn ngấm thêm 5 phút nữa là cái tay này ra nha mọi người đó thì xong khi tay này ra thì mình chỉ việc thảo ra và gắn móng thì thảo gắn móng xong thì cái tay bên kia cũng vừa ra bởi vậy mình cái cách làm này nó tiết kiệm cho mình rất là nhiều thời gian cho mọi người đó thì tại vì mình làm ở nếu sau lông thì mình phải nhấn gòn đúng không tại vì làm chậm quá thì không có ăn đúng không đó. thì mình buộc phải làm những cái cách thức nào nó nhấn nhất cho mọi người <laughs> thì nói chung là à, hôm nay mình sẽ chia sẻ à, tất tình tật ha từ lúc thảo bột cho tới cách gắn mỏng, dùa xếp đắp ombre về áo lái là mình sẽ chia sẻ hết nên video nó cũng hơi dài thì mình cũng thích video bây giờ dạo này mình thích video dài hơn đó, để mình ngồi mình tạm một xíu nhá cho làm đeo hoài nó cũng chán cho mọi người mình ngồi tấm sự mỏng nhá thì à, sau khi mà sạch xong thì mình sẽ tiến hành chạy nhảm cho mọi người đó thì mình vẫn xa cái đầu giấy mình chạy cho nó uh, nhảm cái mặt mỏng lên và đặc biệt là mình uh, chạy xung quanh cho những cái giác chế xung quanh Kiriko này, này nó sệt uh, sạch nhé nó nó sạch thì kia thì khi cái mặt mỏng nó lãng như thế này á, thì các bạn đắp bột lên nó sẽ bám nhiều nó không có bị lip cho mọi người và dễ dàng hơn cho mình đắp bột và các bạn nhớ ha uh, đẩy Kiriko cho nó tròn nữa ha. Uh. dùng cái đầu dũa này mình ăn dán lên nhé cho nó ký ký đi cô nó đẩy lên được cao thì các bạn có thể thấy cái này nếu hồi nãy đi 3 tuần rồi mà nó còn nhủ ra một xíu thôi tại vì khi mà mình đắp bột sát ký cô thì cái tay của khách đi sẽ đi được rất là lâu nha mọi người đó nên à, bữa nay về sau các bạn luyện ha luyện làm sao mà để đắp bột cho nó sát ký cô thì khách sẽ đi được lâu hơn đó thì cái cách gắn mỏng thì các bạn nhớ nhé đưa cái tay khách thẳng ra nha mọi người và các bạn nhìn từ trên xuống dưới nhé các bạn không có nhìn ở cái pháo tay tại vì có một số khách đó. đó các bạn thấy cái ngón tay này cái pháo tay nó nghiêng về bên trái nha thì khi mà mình gắn móng đó, mình phải đưa hết tất cả ngón tay khét thẳng ra để mình gắn sao cho nó thẳng nha còn nếu mà mình gắn theo mình chỉ tập trung nhìn vào cái pháo tay đó, thì, thì mình gắn vào nhiều khi nó bị mẻo nha mọi người đó đây là một cái điểm lưu ý là lúc gắn móng nhớ đưa tay khét thẳng ra và nhìn từ trên xuống dưới nha mọi người đó thì cái loại mỏng này mình xài mình cũng chia sẻ rồi ha. Đây là cái mỏng nhỏ mình có chia sẻ trên cái link. Ha. Các bạn có thể vào mua. Thì cái mỏng này uh, có thể xài được rất là nhiều shape khác nhau. Và nó cũng không có bị xí khớ nha mọi người. Đó thì uh, tiệm xài rất là nhiều. Thì khi mà làm nếu dài hơn mình sẽ dùng những cái loại mỏng khác. Nhưng đều đối với những cái mỏng medium hoặc là vừa thì vừa và ngắn hơn. Thì mình sẽ dùng cái mỏng này nha mọi người. Đó thì nó rất là tiện. Các bạn chỉ cần cắt một cái là nó sẽ thành square ha. Đó rất là đơn giản đúng không? Đó thì mọi người nên ha. Nên mua những cái loại mỏng như thế này làm. Tại vì nó rất là thẳng nha. Mọi người gắn xong là nó đã thẳng thủn ra rồi. Thì cái tay mình sẽ dễ làm hơn nha mọi người. Đó. Thì cố gắng ha. Là tay nghề các bạn kỹ thuật tốt. Thì các bạn cũng cần phải đầu tư thêm những cái đồ chơi hợp lý nữa nha mọi người. Đó. Thì những cái hộp mỏng này nó không có bao nhiêu tiền hết. 7 đố nhá, Một hộp à, uh, có 7 đô hình như là 7 đố đó. đến cái link là nó bán 6 đồng 99 gì đó ha đó thì à, uh, gắn vào cắt cái là nó ra cái xếp rồi ha thì mình chỉ cần dụa sửa lại ha mình chỉ cần dụa sửa lại thôi là nó ra xếp cái xếp square nhá đó thì à, uh, cái công việc của mọi người sẽ nhấn gọn hơn thôi nha đó thì còn nếu các bạn mà sai những cái mỏng đá trô những cái mỏng ý đinh á thì nó sẽ không có được thẳng như vậy nha mọi người thì mình làm nếu ra à, khách bây giờ nó khó lắm mọi người mọi người mà dùng những cái mỏng đá trôi ý đinh nhiều khi nó cũng không có thích nhá mình phải chịu khó ha, là gắn những cái mỏng như thế này nè thì để mình làm xong khi tay nó thẳng thốn thì khách nó sẽ thích tại vì kỳ thời buổi bây giờ thì khách uh, mỗi khu mỗi sở thích khác nhau nhưng điều cái chỗ mình làm á, khách nó thích thẳng thổ như vậy nha mọi người đó còn nếu mọi người mà dùng cái mỏng thường gắn lên mà quẹp xuống là nó sẽ không có chịu nha đó, khách ở chỗ tìm làm thì nó rất là khó ừ. sau đó mình chỉ việc ha, bao cái mùi nổi đó lại ha, cho cái đường lăn đó nó mất đi nha đó, rất là đơn giản đúng không thì là chúng á cái bước chuẩn bị này rất là quan trọng nha mọi người. Đó mọi người phải chịu khó ha, à, chuẩn bị sao cho nó tốt. À, thì cái bước tiếp theo nó sẽ dễ dàng hơn nha. Thì đây là một cái đầu kim loại, dậy, kim loại nhám kim loại nha mọi người. Mình sẽ dùng nó mình đẩy cái kireco cho nó tròn hơn tại vì mình thấy kireco nó cũng chưa tròn. Thì mình sẽ cố gắng đẩy cho nó thiệt là tròn để lúc mình đắp bột sống nó sẽ tròn và mình các bạn có thể thấy ha mình vừa đẩy vừa đẩy da vừa đẩy tròn vừa vừa đẩy nó cao lên nữa đó tí uh, mình đắp bột nó sẽ được sát giá hơn nha mọi người và sau đó mình sẽ tiến hành cắt da khô nhé tại cắt da này miễn phí nên mình sẽ không có ngấm nha đó, chỉ cắt da khô thôi đó thì các bạn càng đẩy cái khu cái đó cao lên càng tròn càng cao lên á, thì các bạn càng dễ dàng để đưa cục bột vào sát chân nha mọi người đó nên nhớ nha đó đây là một cái Uh, kiểu làm uh, khách rất là thích nha mọi người còn nếu mọi người mà làm mà không có cắt da không có đẩy ký đi cô thì làm xong nó nhìn nó kỳ lắm nha rồi thì hôm nay mình sẽ đắp ombre màu nút và màu uh, thức côi nhé màu thức côi nhạt đó, thì uh, mình sẽ uh, tiến hành đắp cái màu thơ cối trước thì cái chỗ mũi nổi đó các bạn cố gắng uh, đắp cho nó mỏng cho con nếu các bạn để cái mối nối đó nó dây là được các bạn đắp màu nút lên á, thì nó hay nó sẽ không có câu vơ được cái màu xanh này nhé nó sẽ bị xí tru đó, thì nên lúc các bạn đắp á, thì cố gắng vuốt ở cái chỗ mối nối đó nó mỏng như mọi người đó, thì mình sẽ đắp uh, hai ngón cho các bạn xem á, và mình sẽ ngồi uh, tấm sư mỏng nhé thì nói chung thường thường mình làm á, Uh, những cái bộ néo như thế này á bột á thì các bạn đắp bột á, các bạn phải kiên nhẫn nha mọi người tại vì uh, cái gì mình cũng có thể gấp được những điều đắp bột là mình không thể gấp được nha mọi người mình phải đợi cho bột nó đứng tại vì khi mà bột nó đáng ướt á đáng mềm thì các bạn không thể nào mà control nó được đúng không? đó mình phải đợi cho bột nó chín nha mọi người. Do nên các bạn phải kiên nhẫn trong cái vấn đề đắp bột này nhé thì đắp cục nút này thì mình sẽ để cho tròn cô trước nhé đó mình để cho tròn cô trước đã xong mình mới tính tới tiếp nhé đó khi nào cũng vậy đó, mình sẽ vụt nhẹ ra nha mọi người đó, thì uh, nó đã ra ông ray rồi nhưng đều nó hơi bị uh, uh, không có kiểu mà mình chưa thích lắm nha mọi người đó mình cảm thấy chưa hài lòng nhé đó thì mình cảm thấy cái màu nút đó cái chỗ uh, nổi nó còn bị xấu uh, lên một ít màu sánh nhé mọi người đó thì mình phải khắc phục nó mình không có thể để như vậy nhé thì mình buộc phải uh, đắp thêm một cục nữa nhé Thì nói chung là làm nghề này thì uh, khi nào lâu lâu cũng phải bị mắc sai lầm nha mọi người đó, và em uh, mình riêng bản thân mình thì bị hoài luôn nhưng nếu nếu mà bị lỗi thì mình phải khắc phục liền nha mọi người đó, không có thể để như vậy nha đó sau khi mà mình bôi một cục lên thì thấy cái chỗ đó nó ché được cái màu xanh lên này nha đó là mình nốt okay kế nha mọi người đó rồi thì cái ngõ này cũng tương tự nha mọi người mình sẽ đắp một màu xanh đó. thì nói chung lúc các bạn lấy cục bột ôm ray lên các bạn phải lấy không quá nhiều không quá ít nha mọi người đó, lấy cái bột nút lên là lấy vừa đủ còn nếu còn nếu các bạn mà lấy nhiều quá thì sẽ đắp che luôn cái màu xanh mà các bạn lấy ít quá thì đắp lại thì bị thiếu ombre đó. Nên lúc các bạn lấy ombre một cục này á thì đòi hỏi các bạn phải có kỹ thuật uh, lấy một cục bột xóa cho hợp lý nha. Còn các bạn nào mà tay nghề yếu thì có thể đắp ombre theo kiểu hai cục đó. Thì những cái video trước á, mình cũng có chia sẻ cách đắp ombre hai cục rồi. Đó. thì các bạn có thể quay lại xem cái video đó nha Cái video hôm nay mình chỉ đắp một cục thôi. <laughs> tại vì đắp hai cục nhiều khi nó lâu rồi các bạn à, thì các bạn cố gắng luyện kết đắp ombre một cục thì nó sẽ tiết kiệm nhiều thời gian hơn cho mình nhé thì nói chung á các bạn lúc các bạn vuốt màu xanh này á các bạn phải vuốt sao cho nó mượt nha mọi người đó để lát nữa mình không cần phải chạy mãi nhiều còn nếu các bạn không có vuốt màu xanh này mượt á thì mình vuốt ombre ra lát nữa mình phải chạy mãi nhiều và khi mình chải mãi nhiều nhiều khi nó mất cái ombre tại vì mình đắp ombre mình sẽ không có dùng bột clear để cáp nó nhé các bạn à, thì nói chung là mỗi người thờ mỗi sở thích khác nhau và mỗi hiểu bột á, nó có một cái ưu điểm nhược điểm khác nhau còn riêng mình á, thì bột ombre của mình là tất cả các bột mình làm trên video này là mình từ mít màu nút màu xanh này mình từ mít hết và mình biết cân sao cho nó hợp lý thì những cái bột mình mít mình đắp ombre thì các bạn có thể thấy ha không bao giờ mình cáp bằng clear nha mọi người tại vì cái bột ombre này ấy, là nó rất là tươi sạch rồi còn các bạn có thể rửa chạy over nó nó cũng không có bị mất cái ombre đó còn nếu các bạn mà không có loại bột tốt như mình đang sai thì buộc các bạn phải uh, cáp nó lại bằng một lớp clear nha mọi người đó thì mọi người mà không có cái loại bột này sai thì mọi người buộc phải uh, lúc mà mọi người vụt ombre này ra sóng nha mọi người phải đắp thêm một lớp clear ngay cái điểm nối để cho nó lúc các bàn chạy máy nó không có bị mất cái ombre nhé Còn mình thì cái bột mình xài là chuyên để làm ombre nên mình có thể đắp không cần phải cáp lại bằng clear mà mình vẫn chạy máy thoải mái không mà không sợ bị mất đó thì lý do mình chia sẻ tại sao mà mình không có đắp bằng clear nha mọi người thì nói chung là vào gần đấy thì mình rất là sung nhé mình chia sẻ trên youtube xong rồi mình làm những cái Reel bên facebook tiktok instagram thì nói chung là uh, mục đích cũng chỉ là để kiếm tiền thôi các bạn đó. nói như kiểu mà đi thi hoa hậu thì nói là em làm video để giúp cho mọi người biết làm uh, neo dễ dàng hơn để giúp cho những người mới vào Uh, tốt hơn để dự này nọ đó là cái cách trả lời của những người đi thi hoa hậu đúng không còn riêng bản thân em thì em nói thẳng luôn là mình vì mục đích kiếm tiền hết mọi người tại vì trên cái facebook á các bạn có thể kiếm tiền được nhé khi mà các bạn có đủ 10.000 follow và những cái review các bạn post trong vòng 30 ngày có trên 100.000 lượt view thì các bạn sẽ được bật kiếm tiền trên review nha đó thì bên Facebook nó có năm hình thức kiếm tiền khác nhau đó, có rất là nhiều kiểu nhưng đều cái kiểu kiếm tiền dễ nhất á, là chạy kỳ rưu đó ha. các bạn post cái ly lên cũng được <laughs> miễn sao có người xem là mình có tiền thì cứ mỗi một uh, một trăm uh, ngàn view là mình kiếm được khoảng 25 đô nhé đó 100.000 view là mình sẽ kiếm được trung bình 100.000 view mình sẽ kiếm được 25 đô đó thì lâu lâu có những cái view nó hit viral được hai ba trăm ngàn view thì mình có năm sáu chục làm rất là sướng chỉ cần bỏ ra một phút để làm clip ngắn để chia sẻ nè thôi mà mình kiếm được gần cả trăm đồng nhé có những video mình kiếm gần cả trăm đồng đó mọi người đó thì nói chung là làm những cái rượu đó thì kiếm tiền cũng thêm thu nhập ha. nhiều khi nó còn kiếm nhiều hơn tiền mình làm bên YouTube này nhé các bạn thì nói chúng là được cái này sẽ mất sẽ, sẽ có phiên cái nọ đúng không đó thì nói chúng những thì cũng có những phần tử vào rồi cũng chửi bởi này nọ mà mình cũng không bao giờ trả lời cấp mình đó mọi người là chúng là nếu mà ngày xưa ngày xưa mà mấy năm trước mà mình thấy những người vào cấp mình chửi và mình sẽ quay sang lại chửi tới đối luôn ha chửi cho tới luôn đó, đó là ngày xưa thôi bây giờ già rồi các bạn ha bây giờ cái tính nó kiểu mà nó đâm lại rồi ai nói gì mà kệ ha nhiều khi làm video cũng chẳng thêm Coi mấy cái comment nữa tại vì mình biết xem nhiều comment quá nhiều khi bị stress nha mọi người tại vì những cái comment thì uh, tốt cũng có xấu cũng có rất là nhiều đó, rất là nhiều kiểu khác nhau đó. thì bên Facebook mình vẫn kiếm tiền được nè bên Instagram TikTok vẫn kiếm tiền được ha cũng Uh, nói chung là mà hình như là bên uh, Facebook này chỉ có những người mà ở Mỹ uh, uh, Verify được địa chỉ ở Mỹ này phải có uh, Chụp hình update uh, cái driver license mình nữa uh. Bên Facebook, Instagram rồi gì nó phải Verify được mình phải ở uh, Mỹ Thì nó mới cho bệnh kiểm tiền nha mọi người Còn ở bên Việt Nam thì mình, mình không có biết Hình như là nó chỉ dành cho những Uh, người ở Mỹ uh, hiện tại thì những người xa ở Mỹ sẽ được bật kiểm tiền cho mọi người đó thì mình tận dụng những cái video này nè mình làm lại những cái video ngắn đó để cho những ai mà thích uh, nhân gọn lẽ thì tại, tại vì giờ trẻ bây giờ người ta không có thích xem YouTube có như mọi người giới trẻ bây giờ nó chỉ thích sẽ lên uh, xem những cái video một hai phút thôi ha ngay cả học né cũng vậy tôi nó chỉ thích xem một đến hai phút uh, chứ yeah, nó bắt nó ngồi xem youtube mà ba bốn chục phút đó, thì tụi nó không có chịu đó nó rất, tụi nó rất là lười đó thì là chung là à, nên mình cũng tận dụng thời cơ đó thì mình cũng làm ha, làm bên mấy cái đỏ nữa thì cũng hơi lu bu ha, cũng không có nhiều thời gian để có những cái comment bên cái youtube này ha, mọi người thông cảm đó thì nói chung là trên mạng là vậy ha ngay cả mỹ hết việt nam gì cũng vậy bên instagram thì uh, những follow của mình nước ngoài thì nhiều À, thì vào gần đấy thì uh, bỏ làm lấy thì cũng có người thương người ghét á ở đâu cũng vậy mọi người sắc tộc nào cũng vậy mình làm cái gì cũng sẽ có người thương người ghét thì người ghét thì ít mà người thương thì nhiều nên cũng may mắn nhé con đặc biệt là cũng có những người rất là ác nha mọi người đó người ta kiểu mà uh, nói chuyện theo kiểu mà dìm hàng mình quá kiểu giờ thoát như đáo kiểu mà giống như là uh, nói mà không không có khích lệ tinh thần mình mà muốn giọng nói nhưng muốn cha đạp mình á Kiện này nó cũng rất là nhiều á đó, chúng có những cái phần tử đó mình khi mà mình đã làm ra ngoài cái này nhiều rồi mình mới cảm nhận được ha đó nói chung là miền đời nó ghế lắm mọi người đó, giờ mới thấy ở lần ha mà quay lại like vấn đề bên kia channel mình bến youtube mình cũng vậy ha thì nói chung mỗi lần làm video ra là năn nỉ xin like xin đồ coi, liên tục luôn mà thấy không ai cho hết mà cái lượng đít lái cũng nhiều như các bạn <laughs> video nào cũng có 3 đến 4 người có nhiều khi 5 người đít lái hết thì mình cũng biết là những cái bàn đó không có hài lòng về cái vấn đề gì trong video của mình mình thì mình thì không biết nhưng đều hầu như những cái video mình thì cái lượng đít like cũng rất là nhiều nhé thì lượng like cũng có thì cứ 10 người like thì sẽ có một người đít lái thôi đó không biết nào cũng vậy thôi thì kể đi ha những cái phần tử đó thì mình cũng không có làm gì được đúng không đâu biết ai là ai đâu thì nói chung là mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện ha câu chuyện này chắc cũng có một số bạn nghe rồi và cũng có một số bạn chưa nghe đúng không thì nói chung là câu chuyện là ông già và cục kèo ha thì đó thì nói chung là có một ông già đó à, con cái đi làm ở xa ha. thì ông ở nhà một mình thôi vợ ông cũng mất rồi thì con cái lâu lâu mới về thăm nên ông cũng buồn ha thì nói chung là à, những đứa trẻ trong xóm á mỗi lần nó chạy ngang qua nhà ông thì ông cũng thích á. thích có những đứa trẻ nô đùa trong nhà ông để cho ông đỡ buồn thì mỗi lần mà tụi trẻ trai ngán quá ông sẽ kêu nó vào cho nó kèo nha cho nó kèo thì tụi nó sẽ ở lại chơi với ông đó thì cứ ngày này qua ngày nọ là như vậy thì đến một ngày nó thì nhà ông ông quên mua kèo nha mọi người đó thì ông quên mua kèo thì đợt này tụi nhỏ tới thì ông không có kèo để uh, cho mấy đứa nhỏ thì trong cái đám nhỏ đó thì cũng có một số đứa uh, nó ở lại là chơi với ông và cũng có uh, một vài đứa nó dẫn nó bỏ về và à, từ đó về sau nó không có tới chơi với ông nữa đó thì câu chuyện này thì mình cũng lỡ này rồi ha mình nghe quá là mình hiểu liền thế đó là chúng cuộc đời này là như vậy ha thì khi mà à, mình giúp đỡ một ai đó à, thành thường xuyên thì cái cả đó sẽ thành thói quen và người ta nghĩ cái đó như là một cái bộ phận của mình vậy đó ha thì mình phải luôn luôn giúp đỡ người ta và khi mà mình không có giúp đỡ người ta nữa thì người ta quay ngược qua gọi là dần hơn có nhiều người quay sang dần rồi hần rồi chửi bởi mình kiểu như là cái bộ phần trách nhiệm của mình là phải giúp cho người ta khi nào người ta cần đúng không đó thì có một số người suy nghĩ như vậy các bạn mà cả người ta quên mất là nói chung cuộc đời này sinh ra là uh, chỉ mình chỉ nợ cha nợ mẹ thôi đúng không đó cho mình ngoài cha mẹ mình ra thì mình không nợ cuộc đời này cái gì cả nhé không ai nợ ai cái gì cả đó không ai phải có trách nhiệm phải giúp đỡ ai hết thì nếu người ta giúp đỡ mình á cái đó là cái xuất phát từ cái lòng tốt của người ta thôi đó, à, hiểu không? còn mà đấu uh, đâu ai phải có trách nhiệm là giúp đỡ ai đâu các bạn đó thì các bạn phải hiểu cái điều đó ha. đó thì hôm nay mình chỉ nói uh, phong long vậy ha, ha. Đó, nói bóng gió vậy thôi uh, nói phong long về trùng ai hay chúng mất công nói nhiều quá rồi bị antifan nhiều nữa các bạn thì nói uh, cho các bạn nghe ha. để nghe để hiểu một xíu gì đó gọi là chứ chúng không phải là mở miệng dạy đời hay là nói đạo lý ha tại vì người ta cũng nói rồi mấy đứa mở miệng nói đạo lý thì sống như lơ o đúng không đó thì mình không còn nói chuyện truyền đạo lý nhiều thì mình chỉ là chia sẻ một câu chuyện nhỏ thôi ha cũng không có gì gớm miệng lắm đúng không đó thì nói chung là quay lại chủ đề néo ha thì đây là cái đầu dũa xếp uh, safety kiriko nha mọi người đó, cái đầu dũa này mình cũng có uh, quảng cáo mấy cái video trước rồi thì mọi người chỉ việc mua về và xài thôi thì cái đầu này các bạn đi kiriko thì chỉ việc các bạn để vào ha các bạn đi theo cái vòng tròn của kiriko thôi đó các bạn chỉ cần lượt theo vòng tròn của kiriko thì tự động bột nó sẽ tách ra và nó sẽ sạch nha mọi người và lúc mọi người đi cái đầu dụa này thì nên vằn máy nhỏ nha mọi người vằn máy nhỏ nhất có thể nhé đừng có vằn máy mạnh đó mình vằn máy nhỏ và mình chỉ cần đi theo cái đường kỳ cô sẵn nha mình chỉ cần đi theo vậy thì cái bột nó sẽ tách ra nha mọi người thì khi mọi người đi giấy nhớ nhìn ha vừa đi vừa nhìn để xem bột nó có tách ra hết hoàn toàn chưa nhé đó và khi mà mình chạy xong thì các bạn có thể thấy ha, cái đầu nó rất là dơ thì mình chỉ việc lấy bàn chải sắt này mình lính ha đó. đó mình đận cái là nó sạch tại vì cái đầu dũa nhỏ này nó vừa lính giá mà nó vừa lính bột ha vừa lính bột vừa lính giá nên nó rất là dễ dớ thì mỗi lần nó dơ mình chỉ việc lấy cái đầu bàn chải sắt đó mình lính là nó sạch nha mọi người và cái đầu này là xếp ký đi cô nó không có cắt chảy máu thì những anh em nào mà tay nghề yếu hoặc là mắt yếu thì nên mua cái này sai nha mọi người thì hiện tại bây giờ là hình như 12 13 đồng gì một cái đó nha mọi người đó thì nói chung là xài rất là bên nha mọi người mọi người xài mấy năm nó cũng được hết á rất là bên xài mua một lần là xài cả đời nhé thì sau khi mà mình đi kỳ đi cô sống á sạch sẽ xẹ rồi á, thì mình sẽ lấy cái đầu dũa medium ha đầu dũa medium này thì rất là nhiều loại khác nhau nó cũng tương tự nhau thôi mọi người mọi người chỉ cần mua cái loại medium và cái đầu của nó được bó tròn đó. bó tròn không có sắt thì mọi người đi sẽ không có cắt chảy máu nha mọi người đó thì mình sẽ đi cho khu vực Kiriko nó nằm xuống một chiếu và hai bên hóng mỏng nhé đó thì cái cách thức đi những video trước mình cũng chia sẻ nhiều rồi ha thì hôm nay mình không có chia sẻ về cái vấn đề đó nữa đó thì cái đầu medium này nó đi bột nhiều nhé còn các bạn mà lấy cái đầu mình á mà các bạn đi cái phó mỏng thì cũng được chứ không phải là không được nhưng đều nó mất thời gian lắm các bạn ha. thay vì các bạn dụ một bàn hai phút Bằng cái đầu medium này Thì bằng cái đầu mình các bạn phải dụa 5 đến 7 phút Tại vì cái đầu dụa mình nó không có đi bột nhiều Nhưng điều khi mà mình đi cái phó mỏng á Là mình phải đi rất là nhiều Đó là mình phải đi cho Kiriko nó nằm xuống này Đi cho mặt mỏng nó lãng Và đi hai bên hông cho nó mỏng nữa Đó thì mình cần rất là nhiều uh, Cái đồ sát để cho bột nó bay Cho nó mỏng như cái ý mình muốn Đó nên các bạn nên ha Nên sai cái đầu medium này ha Thì sai cái đầu này mình dụa thì mặt mỏng nó vẫn lãng như bình thường nhé các bạn đó nó không có bị gì hết đó, nó vẫn rất là lãng vẫn rất là mượt nha mọi người đó, mọi người có thể thấy đi ra cái là cái tái nhìn rất là thon gọn đúng không đó thì mọi người cố gắng ha làm nghề này đầu tư thời gian xem video đầu tư vào kỹ thuật rồi mà các bạn buộc phải đầu tư thêm đồ chơi nhé mình mà sai đúng đồ thì công việc của mình nó sẽ xuống sẻ hơn đó thì cái link những tên những cái link cái phần tiêu đề video thì mình cũng có uh, để đó ha thì các bạn có thể vào cái bên dưới cái tiêu đề là có cái link của mình hoặc là nơi cái comment đó mình sẽ có để cái link vào trong đó ha. các bạn chỉ việc click vào link và mua thôi ha đó thì ờ uh, hí sinh ha. hí sinh một uh, một ngày tiền tế các bạn chỉ cần hí sinh một ngày tiền tế thôi là các bạn tháo hồ một mua đồ chơi thoải mái nhé đó, khi mà mình có đầy đủ đồ chơi rồi thì công việc của mình nó sẽ nhấn gọn hơn thôi nhé rồi thì mình sẽ vẽ áo lái nha mọi người đó mình sẽ vẽ một một cái đường mỏng trước nhé mình sẽ vẽ một cái đường mỏng trước đó một cái đường nhỏ trước nha mọi người đó, không cần phải vẽ bừ ha mình sẽ vẽ một đường nhỏ trước cho nó đều nha đó sau đó mình nhìn uh, chỗ nào bị lệch thì mình sẽ đồ lại để ăn dán nha mọi người đó rất là đơn giản đúng không? Mọi người nên nên vẽ một cái đường nhỏ trước nha mọi người. Sau đó mình sẽ đô cho nó đầm lên để tạo cho hai bên nó đều nhau nhé. Thì vì video này mình sẽ vẽ hai ngón thôi nha mọi người, tài nó cũng quá dài rồi. Thì mình vẽ uh, hai ngón cho các bạn xem Sau đó mình sẽ kéo ở dưới này một cái đường thẳng ra nha. Đó, kéo một đường thẳng ra và nối lại là nó sẽ có một cái đường áo lái nha mọi người. Đó, thì nói chúng là uh, làm nếu này các bạn cố gắng ha. các bạn phải uh, chịu khó Đó, đầu tư Đó. sắm đồ chơi cho nó uh, uh, tốt tổ, tổ một chút và học thêm cách uh, sai đồ nữa nhé có đồ chơi rồi thì phải xem video để biết cái cách thức sai nó nữa Đó. thì mình sẽ uh, làm được nhanh hơn nhé Đó, làm những cái bồ neo đi sai rất là nhẹ nhàng và nhanh <laughs> tại vì ngày nào cũng ra video chia sẻ nếu nhiều khi cũng nhàm chán đó các bạn các bạn xem nếu hoài nhiều khi lui tới cũng nhiều đó xem hoài nó cũng nhàm chán mà bây giờ kể chuyện cho các bạn nghe thì cũng không biết là kể cái chuyện gì nhé thì chắc sau này đi vài bữa nữa đi vài bữa nữa mình sưu tập nhiều câu chuyện nào mà hay hay kể cho các bạn nghe tại vì đa số những anh em mà xem video mình thì đa số là ở mỹ này nên chia sẻ cuộc sống mỹ trên này thì cũng không ai muốn nghe đúng không tại vì bản thân anh em mình là ở mỹ lâu rồi thì ai cũng giống như ai ai cũng biết cái cuộc sống bên này rồi đúng không Đó, thì nói chia sẻ về cuộc sống này thì cũng chán Đó, nên cũng kiểu mà bể tắc nha mọi người <laughs> rồi đây là cái trái top cốt của Hiệu Cupa nhé hôm này thì chắc chắn anh em làm neo thì ai cũng biết rồi đúng không thì nó rất là xin cho so. chúng là cái trái top cốt này nó rất là lỏng như mọi người đó khi các bạn mà bấm vào lên mua thì nó khoảng bốn chục đồng cho một chai bự ha. trái bự đây đó nó phiếu ra được khoảng hai chục chai nhỏ như thế này đó thì nó rất là rẻ nhé và à, cái trái này nó rất là bóng ha. cái top cốt của nó nó rất là bóng và đặc biệt là nước sơn top cốt nó rất là lỏng nên khi mà mình sơn top cốt mình không có sợ nó bị mất xếp nhé Tại vì nước sơn thấp cốt mà nó đặc quá các bạn sơn rất là dễ bị mất xếp hoặc là cái mặt mỏng nó không có được smooth nhé đó nên các bạn phải mua thấp cốt thì phải mua cái loại nào cho nó thiệt là xin nhé uh, thì mình xài nó sẽ bóng đẹp hơn và nó không có bị mất xếp thì nếu anh em nào làm ở tiệm mà chủ không mua thì anh em có thể mua riêng cũng được hết. mình mua một trái như thế này mình xài chắc một năm chứ hết đúng không nếu mà mình xài một mình thì xài một năm cũng nó cũng không có hết đâu mọi người đó, nó rất là lâu hết tại vì một pin bừ đó là mình có thể phiếu ra được 20 chai nhỏ như thế này nhá. đó thì một chai nhỏ như thế này là mình làm được một tuần nhiều khi còn làm hơn một tuần nữa đó thì một pin như vậy mình xài cả năm mới hết nhé bốn chục đồng một năm thì quá rẻ đúng không đó thì nến ha, đó mình sơn mỏng rồi sau đó mình lại cái tái mình vuốt nhẹ ha bút nhà yeah, cho nó giữ cái xếp nữa đó thì nó vừa bóng mà nó vừa giữ được xếp nha mọi người đó nhớ nhá thì tên cái lính đỏ nó cũng có luôn á mọi người chỉ cần vào và uh, lít mua về là xài thôi đó. nó rất là good đó. thì những cái đồ mình chia sẻ thì cái đồ mình xài đáng xài hết thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem cái cách thức xài thôi đó. đó, vừa thì cho các bạn yên tâm đó. thì nói chung cái tay này thì hồi nãy mình thích off, mình ngâm acetone tốn thì nhìn nó hơi khô nha mọi người đó, mình buộc phải sờ bỏ một xíu kirico oi vào cho nó ướt át một xíu rồi mình quay phim chụp hình là mình ăn uh, cái video ở đây nha mọi người đó. nên nói chung là mọi người mà uh, làm đúng kỹ thuật và sai đúng đồ chơi thì cái tay nó ra nhìn nó rất là mượt nha mọi người đó các bạn có thể thấy ha, cô tròn vo mà nó sạch giá nữa đó, nó giá nó không còn một miệng nữa và cả thứ hai là nó rất là sát ký cô nha mọi người đó thì nói chung là uh, bây giờ năm 2023 rồi ha mình phải cố gắng làm ra những bộ néo tiện bộ hơn nhé nó không phải là những năm 2000 nữa nó néo ra là phải sát ký cô và tròn sạch sẽ đó và thẳng thốn là mình mới uh, định được thiên hạ đúng không đó thì nói chung là uh, mọi người cố gắng ha cố gắng rồi là một ngày nào đó mọi người sẽ làm ra được như vậy thôi cả không có gì khó hết nha mọi người rồi thank you anh em đã uh, luôn luôn ủng hộ và xem video của mình ha hẹn mọi người uh, vào một video kế tiếp nhé chúc anh em nhiều sức khỏe để hốt cho mùa hè này nhé bye mọi người